Xin chào các bạn, chiến dịch quân sự đổ bộ có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại được mang tên chiến dịch Normandy hay chiến dịch D-Day hay chiến dịch Overlord. Chiến dịch này đã đánh dấu thời khắc lịch sử quyết định cho cục diện cuộc chiến, tạo nên một bước ngoặt lớn cho cả cuộc đại chiến thế giới lần thứ hai, dẫn tới sự sụp đổ của Pháp xít Đức. Tất cả những diễn biến khắc nghiệt đó sẽ có trong bộ phim ngày dài nhất, Giờ Lòng Giết Đây. Mời các bạn cùng theo chân binh sĩ đồng minh đổ bộ vào bờ biển nước Pháp nhé. Mở đầu phim, ngày 22 tháng 2 năm 1944, từ Berlin, Bộ Chỉ huy quân Đức thừa sức biết rằng quân đồng minh sớm muộn gì cũng sẽ xâm nhập vào châu Âu từ phía Tây, nên Hitler đã cử tướng von Junte, tổng tư lệnh mặt trận phía Tây, thông chế Erwin Rommel, quân đoàn phía Tây, tướng von Samut, chỉ huy quân đoàn 15, sang thống lĩnh các quân đoàn Đức, phòng thủ các vị trí trọng yếu tại Pháp. Chúng liên tục tổ chức các cuộc gặp với người dân và binh lính ở đây để sốc lại tinh thần, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu, đồng thời cũng liên tục bắt bớ các đối tượng tình nghi là nội gián của quân đồng minh. Tại các bờ biển, các công sự phòng thủ chống quân đổ bộ được quân Đức đặt ra dày đặc song song đó. Toàn bộ bờ biển vùng Normandy cũng được quân Đức cài mìn dày đặc để đề phòng quân đồng minh úp sọt. Tại cơ quan phản gián của quân Đức, các đoạn phát thanh của đài phát thanh tiếng nói Pháp được quân Đức cho phát đi phát lại. Qua giải mã và nghiên cứu, trưởng cơ quan phản gián Albert Helmut Mayer đã suy đoán rằng khả năng quân đồng minh phát động tấn công trong 24 giờ nữa. Trong khi đó, tại một trại đóng quân thuộc 1.108 doanh trại của quân đồng minh đóng tại Anh Quốc, quân số trại liên tục được tăng lên khi liên tục được Bộ Chỉ huy quân đồng minh âm thầm điều lực lượng về để chuẩn bị cho trận đánh lớn sắp tới. Các cuộc diễn tập đổ bộ được diễn ra trong thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên được các chỉ huy sư đoàn quân Hoa Kỳ tổ chức để binh lính có thể làm quen với thời tiết khắc nghiệt tại Pháp. Thời tiết xấu nên cuộc tấn công liên tục bị dời lại. Điều này làm cho các tướng lĩnh phe đồng minh hết sức nóng ruột. Hàng tá binh lính phải ngâm mình trong các boong tàu. Hàng ngàn máy bay đã vào hàng, chỉ đợi lệnh là sẽ lên đường. Càng chờ đợi lâu, họ càng nóng ruột. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn, đồng minh sẽ mất đi yếu tố bất ngờ trước quân Đức. Tại sở chỉ huy sư đoàn 82 kỵ binh không vận Hoa Kỳ của tướng James Gavin, tướng Gavin cùng đại tá Vandermore đang thảo luận về kế hoạch tác chiến của đơn vị lính dù quanh khu vực thị trấn chiến lược Xanh Mia Elite. Họ muốn chắc chắn rằng các đơn vị của sư đoàn 82 sau khi đáp xuống sẽ nhanh chóng chiếm lấy khu vực này. Về phía quân Đức, tại sở chỉ huy, thống chế Erwin Rommel đang thảo luận với một trong những thân tín của ông. Ông là một trong những bậc thầy vĩ đại về mưu mẹo trong chiến tranh. Với tầm nhìn chiến lược của mình, ông đã phần nào nhận ra được kế hoạch tấn công vào Normandy của tổng tư lệnh quân đồng minh, tướng Eisenhower. Mặc dù đã có thể đoán trước được kế hoạch của tướng Eisenhower, nhưng ông vẫn nghĩ rằng tướng Eisenhower sẽ không dám liều mà đánh cược cả một trận đánh lớn trong thời tiết như thế này. Tuy nhiên ông đã lầm. Tại một căn cứ tại Anh, một cuộc họp hội đồng cấp cao của các tướng lĩnh quân đồng minh được diễn ra. Nhiều ý kiến của các tướng lĩnh cho rằng, với điều kiện khí hậu như hiện tại, thời điểm hợp lý để đổ bộ là 2 tuần sau đó. Thế nhưng, nếu tiếp tục trì hoãn, tinh thần binh lính sẽ bị ảnh hưởng. Hàng triệu con người đang bị giữ trên những con tàu chật chội sẽ không giữ được nữa. Đồng thời quân đồng minh sẽ mất đi yếu tố bất ngờ. Vì thế, trên cơ sở báo cáo của đại úy Stark, trưởng nhóm dự báo cơ quan khí tượng không lực Hoàng gia Anh, tướng Eisenhower quyết định, chúng ta không thể làm gì khác được ngoài việc phải tiến lên. Ông đưa ra mệnh lệnh lựa chọn ngày 6 tháng 6 là ngày mở màn cuộc đổ bộ. Ngay lập tức, mệnh lệnh được đưa xuống các tập đoàn quân đồng minh, một mệnh lệnh mà họ đã mong chờ suốt thời gian qua. Trong lúc này, ở bên trong nước Pháp, qua các thông điệp được mã hóa trên kênh radio, quân kháng chiến Pháp nhận ra mệnh lệnh tấn công của quân đồng minh đã được bắt đầu. Tất cả các đội kháng chiến Pháp liền chuẩn bị vũ khí, thực hiện theo đúng như kế hoạch đã được vạch ra từ ban đầu của Bộ Tư lệnh. Cùng lúc đó, quân Đức cũng giải mã được mệnh lệnh tấn công của quân đồng minh. Ngay lập tức, tin này đã được báo cho tướng von Samut, chỉ huy quân đoàn 15, đồng thời ra lệnh toàn quân sẵn sàng chiến đấu. Rạng sáng ngày 6 tháng 6 năm 1944, quân đồng minh dục dịch tiến quân về phía bờ biển Normandy nước Pháp. Trận chiến này, phe đồng minh huy động hơn 6.939 phương tiện từ Hải quân 8 nước cho cuộc vượt biển từ Anh sang Pháp. Để đảm bảo làm chủ được bầu trời khu vực đổ bộ Normandy, quân đồng minh đã điều động số lượng phi cơ lớn không tưởng trong lịch sử với hơn 7.500 phi cơ do tướng không quân Hoàng gia Anh chỉ huy. Mở đầu cho cuộc đổ bộ này là cuộc đổ bộ của ba đơn vị lính dù, gồm sư đoàn số 82 và 101 của lục quân Mỹ, cùng với đó là sư đoàn dù số 6 của quân Anh. Sư đoàn dù số 6 quân Anh sẽ nhảy dù xuống khu vực sông Orne với nhiệm vụ phải chiếm được các cây cầu bắc qua sông Orne trước khi địch có thời gian phá hủy nó. Nó là con đường quân sự huyết mạch giúp quân đồng minh tiến sâu vào nước Pháp. Sau khi đáp xuống an toàn tại một khu vực gần các cây cầu, sư đoàn quân Anh lập tức áp sát tấn công với tinh thần chiến đấu và yếu tố bất ngờ. Sau một hồi giao tranh với quân Đức, sư đoàn quân Anh đã chiếm được các cây cầu trong vòng chưa tới 15 phút. Họ bắt đầu thiết lập các căn cứ xung quanh cây cầu để chờ quân tiếp viện tới. Giữ được chặt vị trí này, sư đoàn quân Anh sẽ bảo vệ được sườn đông của cuộc đổ bộ khỏi các cuộc phản công của quân Đức. Ở một nơi khác, các máy bay chở lính dù thuộc sư đoàn 82, kỵ binh không vận Hoa Kỳ đã bắt đầu tiếp cận vào KN. Ngay lập tức họ bị lực lượng phòng không quân Đức tấn công ác liệt.
Tuy nhiên quân Đức đã lầm, các máy bay của Mỹ không phải thả quân, mà là thả các hình nộ, giống hệt như lính dù. Hàng ngàn hình nộ như vậy được thả xuống, trong màn đêm rất khó để phân biệt. Vì vậy, khi trông thấy một lượng lớn hình nộ, quân Đức đã bị đánh lạc hướng. Bọn chúng tập trung lực lượng, mở một cuộc tấn công lớn mà không mang kết quả gì. Cùng lúc đó, lực lượng kháng chiến Pháp liên tục đặt bom, cài mìn tại các đường ray, cắt đứt tuyến chi viện của quân Đức đến Normandy. Nếu như lính dù Anh thành công trong việc chiếm các cây cầu, thì sư đoàn không kỵ của Mỹ và Anh phải chịu tổn thất rất nặng nề. Khi mây mù kéo đến bất chợt làm cho đội hình thả dù của Mỹ và Anh có nhiều xáo trộn, làm cho việc thả dù không đúng vị trí. Các lính dù liên tục đắp vào đầm lầy trong các khu vực dân cư, quan sát từ quân Đức, gây thương vong rất nhiều. Chỉ có một lượng nhỏ lính dù là có thể tập hợp và chiến đấu. Thậm chí là có những lính dù đáp thẳng xuống căn cứ chỉ huy của quân Đức, và còn đen đủi hơn khi quân đoàn F của Hoa Kỳ đã đáp thẳng xuống trung tâm thị trấn chiến lược Xanh Mia Elite, nơi quân Đức tập trung quân số áp đảo. Hậu quả là gần như cả một đại đội đã bị tiêu diệt. Một lúc sau, sư đoàn 82 do đại tá Van der Voort chỉ huy đã gặp được một phần của sư đoàn dù 101. Họ bắt đầu tập hợp được lực lượng để chiến đấu và đang dần dần đạt được mục tiêu đã đề ra ban đầu. Tại sở chỉ huy quân Đức, các tướng lĩnh của quân Đức đều cho rằng nếu quân đồng minh tấn công vào Normandy thì cũng chỉ là cuộc tấn công để đánh lạc hướng, còn cuộc tấn công chính sẽ diễn ra tại Pas-de-Calais, nhưng họ đã nhầm. Đúng 6 giờ 30 phút ngày 6 tháng 6 năm 1944, thường gọi là ngày D-Day, ngày được coi là ngày dài nhất lịch sử Thế chiến II, cuộc đổ bộ Normandy chính thức bắt đầu. Hàng ngàn tàu chiến cùng hàng triệu binh sĩ Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Scotland và Ba Lan đã áp sát bờ biển Normandy nước Pháp. Mở màn bằng việc, các chiến hạm quân đồng minh bắt đầu nã cơn mưa pháo vào các vùng dọc bờ biển Normandy. Tin tức cuộc tấn công được đưa đến sở chỉ huy quân Đức. Các tướng lĩnh ra sức điều động binh lính đến Normandy để phòng thủ, mặc cho quân số quân Đức ở đây không còn nhiều. Cuộc đổ bộ bắt đầu lúc 6 giờ 32 tại bãi Omaha, bãi biển được quân Đức phòng thủ chắc chắn nhất, được giao cho sư đoàn bộ binh số 1 và sư đoàn bộ binh 29 Hoa Kỳ. Họ phải đối mặt với quân phòng thủ thuộc sư đoàn bộ binh 352 của Đức. Do nhiều ổ đề kháng của Đức ở Omaha vẫn còn nguyên vẹn sau đợt pháo kích và ném bom buổi sáng, nên thương vong của quân đồng minh tại đây là vô cùng nặng nề. Lịch sử gọi đó là bãi Omaha đẫm máu. Một nhóm khu trục chiến hạm đã tiến vào gần bờ để bắn phá các khu công sự, phụ súng máy của Đức để hỗ trợ lính Mỹ tiến vào đất liền. Đến cuối buổi sáng, chỉ có khoảng 600 lính Mỹ đã vượt qua được hàng phòng thủ dày đặc của Đức và trèo lên được các ụ đất cao để tiếp tục chiến đấu. Đến giữa trưa, khi trận địa pháo của Đức bị tiêu diệt và nhiều ụ súng máy Đức dần cạn kiệt dạn dược, quân Mỹ bắt đầu mở nhiều tuyến đổ bộ ở trên bãi biển và tiêu diệt toàn bộ các ổ đề kháng để mở đường cho các phương tiện có thể tiến vào. Ở phía tây, tại bãi Utah, lúc 6 giờ 44 phút, các xuồng đổ bộ chở những đơn vị thuộc sư đoàn bộ binh số 4 Hoa Kỳ đã bị dòng chảy mạnh đẩy về phía nam và đổ bộ tại vị trí cách khu vực chính thức khoảng 1,8 km. Họ chỉ gặp kháng cự lẻ tẻ và chịu thương vong gần 200 người. Dù đổ bộ lệch khu vực chính thức, nhưng lính Mỹ tại bãi Utah đã tiến sâu được 4 dặm vào trong đất liền và liên kết được với các đơn vị của sư đoàn không vận 101. Ở sườn phía đông, các sư đoàn bộ binh của Anh đổ bộ vào bãi Gôn, còn quân Canada sẽ có nhiệm vụ chiếm bãi Juno ở phía trên. Gió lớn và biển động khiến các tàu đổ bộ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cùng với sự trợ giúp của lực lượng tăng thiết giáp, liên quân Anh Canada đã đổ bộ thành công, thiết lập được một hành lang đổ bộ giữa bãi Juno và bãi Gôn, bao trùm một khu vực rộng 19 km và dài 10 km. Tại cánh trái bãi biển Sọ, lữ đoàn bộ binh số 8 của quân Anh bắt đầu cuộc đổ bộ lúc 6 giờ 53 phút với sự hỗ trợ của 21/25 xe tăng German. Sự kháng cự của quân Đức tại bãi biển ban đầu khá mạnh, tiểu đoàn 2 của trung đoàn bộ binh hạng nhẹ Kingstop Gize đã nhanh chóng tiến công vào KN. Vào cuối ngày đi, 28.845 lính thuộc quân đoàn Y đã đổ bộ thành công vào bãi Sọ với mức thương vong là 683 người. Trở lại với bãi biển Omaha, đến giữa trưa, khi trận địa pháo của Đức bị tiêu diệt và nhiều ụ súng máy Đức dần cạn kiệt dạn dược, quân Mỹ bắt đầu mở nhiều tuyến đổ bộ ở trên bãi biển và tiêu diệt toàn bộ các ổ đề kháng để mở đường cho các phương tiện có thể tiến vào. Bên trong sở chỉ huy của quân Đức, chúng cuống cuồng đốt cháy tất cả cả liệu và bắt đầu di tản khỏi căn cứ. Như vậy, tất cả các điểm đổ bộ của quân đồng minh đã được thiết lập. Giờ đây, quân đồng minh đã có thể xây dựng căn cứ, tạo bàn đạp để phản công quân Đức trên lục địa châu Âu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết bộ phim. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim chiến tranh tiếp theo.